Xin chào các bạn, vào đúng 0 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam, nghĩa là ngày 13 tháng 9, 0 giờ theo giờ Việt Nam, ở Mỹ thì vẫn là ngày 12 tháng 9, thì Apple sẽ chính thức ra mắt iPhone 8, iPhone 8 Plus, cũng như là nhiều khả năng sẽ là iPhone X. Đó, và bây giờ thì các bạn hãy ngồi đây cùng mình và người lạ điểm qua một số thông tin về bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus cũng như là iPhone X. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ là cái phiên bản mà nó có thiết kế khá là giống với cả iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Còn duy chỉ iPhone X sẽ là cái thiết kế mà có cái màn hình tỷ lệ 18:9 cũng như là có một cái đường khoét như này này đó, và cái đặc biệt là cái camera chiều dọc như này, thì đó sẽ nhiều khả năng là iPhone X chứ không phải là iPhone 8. Còn iPhone 8 thì thiết kế của nó khá là giống với cả iPhone 7 cũng như là iPhone 8 Plus sẽ giống iPhone 7 Plus. Còn lại thì có một số những thông tin ở trên mạng nói rằng là thiết kế của iPhone 8 và iPhone 8 Plus nó khác một chút so với 7 và 7 Plus là ở chỗ là nó sẽ làm khung viền bằng kim loại nhưng mặt lưng sẽ là mặt lưng kính, thì không biết nó có đúng hay không. Chứ ví dụ như nếu mà mặt lưng mà nó bằng nhôm ấy thì nó phải gọi là 7S với cả 7S Plus cơ. Đấy. Cũng có thể. Thế đầu tiên là về bây giờ chúng ta sẽ nói về những thông tin rò rỉ về từng phần một đã. Thế thiết kế thì chắc là lộ hết rồi, người lạ thấy sao về thiết kế? Thiết kế thì coi như là những cái thiết bị mà chúng ta nhìn thấy qua hay thậm chí là mô hình thì nó cũng đúng là nó rồi. Đúng là nó, ý là mình nói về con iPhone X ấy, thực ra một số nơi gọi nó là X Edition. Có thể tên chính xác của nó đầy đủ là iPhone X Edition. Còn lại thì iPhone 8, iPhone 8 Plus có lẽ thiết kế tổng thể nó vẫn giống với là iPhone 7 và 7 Plus thôi. Và nó vẫn sẽ có phần viền màn hình dày y như bình thường, vẫn có phím home bình thường và camera kép của con kia vẫn cũng cứ bình thường. Còn lại điểm nhấn là nằm ở con iPhone X thì con iPhone X thì có gì đặc biệt? Con iPhone X thì anh thấy là bây giờ có những điểm đặc biệt cũng như là những cái điểm mà chúng ta sẽ hơi khó lý giải một chút về mặt thiết kế nhá. Đầu tiên là nó sẽ có những điểm đặc biệt như là nó khoét một cái lỗ ở màn hình ở đây để cho dành riêng cho cụm cảm biến với cả loa thoại rồi. Thì vậy thì bên này nó có thể là nó để thời gian đúng không? Và một bên thì nó sẽ để là các cột sóng hoặc cái gì đó, các cái notification ở đấy. Đó, các cái biểu tượng notification, các biểu tượng thông báo đấy. Thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là cái viền ở phía dưới này thì chúng ta sẽ không tìm thấy nút home nữa. Đấy. Vậy thì cảm biến vân tay nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó sẽ đặt ở trong màn hình. Thì đây là trường hợp mà nhiều người mong muốn nhất. Trường hợp thứ hai thì nó sẽ đặt ở bên nút nguồn. Tuy nhiên là cái trường hợp này thì cái nút nguồn nó quá dẹp theo cái mô hình đó và nhiều khả năng rất cao là không thể. Và trường hợp thứ ba đó là nó sẽ nằm ở ngay cạnh cái quả táo này. Và đó là những cái khả năng xảy ra. Còn với iPhone X ý, thì anh thấy là chính vì nó dài như thế và viền màn hình mỏng như thế nên là gần như chắc chắn tỷ lệ màn hình của nó sẽ dài hơn là mức 16:9, có thể là 18:9 hoặc 18.5:9. Rồi. Còn thì một số thông tin mình đọc về tin rồi thì họ cho rằng là con iPhone X đấy nó không có cảm biến vân tay Touch ID giống như là các thế hệ cũ, cũng giống như là 8 và 8 Plus nữa, mà nó thay vào đó là công nghệ nhận diện khuôn mặt có tên là Face ID. Thì không biết là cái này có thật hay không, nhưng mà rõ ràng là thiếu vắng cái Touch ID là một cái mà hơi mới đối với người dùng. Và nhận diện khuôn mặt thì mình nghĩ là cái mức độ bảo mật của nó có lẽ cũng không thể bằng bảo mật vân tay được, và phần nào đó người dùng cũng sẽ không thích cái việc này. Đấy là cái đầu tiên mình thấy được. Và cái thứ hai đó là tỷ lệ màn hình khác đi và thiết kế khác đi. Đơn giản là chúng ta sẽ có thêm một cái phần màn hình có hai cái viền, đại loại nó bị khoét một tí ấy, thì nó sẽ có thêm một cái phần biểu tượng ở bên trên ấy. Thì trước giờ Apple họ nổi tiếng với việc là đồng bộ, rất đồng bộ về các cái phần kích thước màn hình với lại cái tỷ lệ màn hình. Thì bây giờ tự dưng lại có một cái 18:9 thì không biết là game ứng dụng nó sẽ tương thích kiểu như nào và các hiển thị thì nó được sắp xếp như nào. Cái đấy thì chưa rõ, thì mình cũng chỉ phân vân ở đoạn đấy thôi. Còn lại thì cũng không biết tại sao nếu như iPhone 8 Plus camera kép nó đặt ngang được mà iPhone X nó đặt dọc, không biết là để làm gì, mục đích như nào. Nếu cả ba con máy này sắp được ra mắt mà có mặt lưng bằng kính thì có lẽ cả ba cũng sẽ có hỗ trợ sạc wireless là sạc không dây, còn sạc nhanh thì chắc là chưa có được đâu. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ nói về màn hình đi. iPhone 7 với cả iPhone 7 Plus thì nó đã sở hữu màn hình HD, HD cộng này với cả màn hình Full HD rồi. Thì 8 với 8 Plus anh nghĩ là chắc màn hình cũng không có gì thay đổi đâu. Còn cái chiếc điện thoại iPhone X thì anh nghĩ là nhiều khả năng màn hình của nó sẽ là Full HD cộng. Em nghĩ là màn hình nó sẽ là độ phân giải như thế nào? Chắc chắn rồi, tại vì nếu mà 18:9 thì coi như là Full HD cộng gần như vậy rồi thì 2K thì không, HD thì lại thấp quá đúng không? Đúng rồi. Thế còn về kích thước màn hình đi thì chúng ta sẽ anh ấy thì anh đoán là cái kích thước màn hình nó rơi khoảng 5 inch cho đến 5.2 inch, bởi vì là cái tỷ lệ màn hình nó đường chéo sẽ dài ra, khả năng cao sẽ là 5.2 inch để cho dễ cầm.
hoặc một là bé hẳn như thế thì kích thước nó sẽ ngang với cả iPhone 8. Còn nếu mà to như của iPhone 8 Plus ấy, thì nó phải là 5,8 inch đến 6 inch cơ. Thì em nghiêng về cái trường hợp nào hơn? Em nghĩ là con iPhone X nó chỉ to bằng iPhone 8, nghĩa là to bằng một con iPhone 7 bình thường, 4,7 inch. Vậy thì nếu mà cắt hết các viền đi thì nó rơi khoảng 5 inch. Khoảng 5 inch. Ok, đấy là về màn hình. Chắc chắn là... À, chưa chắc chắn được. Em nghĩ là màn hình AMOLED hay màn hình IPS? Đấy. OLED. Màn hình OLED, thông tin đúng không? Cho là màn hình OLED. Đây cũng là một cái thông tin dò dỉ ở trên mạng để dành cho các bạn. Bởi vì là cái việc đục khoét như thế này thì khả năng cao vẫn là màn hình OLED hơn. Đúng đó. Rồi, tại vì thường thường các bản màn hình chúng ta thấy, nếu mà dạng bình thường hình vuông hình chữ nhật ấy thì kiểu gì cũng màn hình làm được, nhưng mà kiểu nó không bình thường lắm thì chỉ có OLED làm được. Cong hoặc là cắt gọt đục đẽo gì đúng không? Kiểu vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp theo về phần hiệu năng đi. Chắc chắn là con chip Apple A11 rồi. Chắc chắn là. Nó sẽ có 6 nhân, 2 nhân tốc độ cao và 4 nhân tiết kiệm điện. Đó. Không, nó không có từ fusion đằng sau giống như là A10 nữa. Và thông tin rò rỉ thì họ ghi rõ ràng là nó sẽ có 6 nhân, 4 nhân tiết kiệm điện và 2 nhân xung nhịp cao dùng cho các tác vụ nặng. Vậy thì mình tự nghĩ là tại sao lại không dùng 2 nhân tiết kiệm điện với 4 nhân xung nhịp cao. Cũng không rõ là mục đích ý đồ là gì, nhưng mà có lẽ con chip này sẽ rất là mạnh. Nó cũng giống như kiểu là cái cấu trúc của con chip Snapdragon 650 thì nó là 2 nhân Cortex A72 với cả 4 nhân Cortex A53. A53 thì nó tiết kiệm điện hơn, còn A72 sẽ giúp sử dụng trong những tác vụ nặng. Thực ra là với những tác vụ quá nặng ấy thì anh nghĩ là cũng không cần thiết đến mức độ tối ưu hóa đến 4 nhân của Apple. Bây giờ họ vẫn đang tối ưu hóa 2 nhân rất là tốt rồi. Mà bây giờ tự nhiên lên tận 6 nhân không biết là nó có vấn đề gì về nhiệt độ cũng như là thời lượng pin không nữa. Đấy là về hiệu năng này. Về RAM nữa. Về RAM thì cái này thì có một thông tin là iPhone 8 sẽ là 2GB. X và Plus sẽ là 3GB. Như vậy là dung lượng RAM cũng không có gì thay đổi, cũng không tăng, không giảm. Về camera, ok, bây giờ cái này camera đặt dọc của iPhone X đi. 8 với 8 Plus thì thôi chúng ta sẽ bỏ qua đi, tập trung với X nhá. Camera đặt dọc như thế thì anh thì anh thiên về cái hướng là sau này nó sẽ có những cái thực tế ảo qua cái camera đó, thì cái việc đặt dọc này nó sẽ tốt hơn chăng? Cái này thì em cũng không biết luôn. Biết đâu rằng là họ có gì đó thiết kế bên trong khiến họ buộc phải đặt như vậy, chứ không phải là do là nó phát triển về công nghệ gì đó mà phải đặt dọc như vậy nó mới làm được. Có thể ví dụ thôi nha, ví dụ là họ sẽ tối ưu diện tích để viên pin nó có thể to nhất có thể, khiến cho là dung lượng pin của những chiếc iPhone không còn là vấn đề giống như ngày trước nữa. Ví dụ vậy thì sao? Với một chiếc điện thoại bé giống như iPhone 7 bây giờ, nó là iPhone X ấy, thì có thể là dung lượng pin nó ngang ngửa với những con 7 Plus thì sao? Ví dụ như thế thôi, cũng có thể là một lý do. Tuy nhiên thì cũng không biết được tại sao đặt dọc như thế. Nói chung về thông số camera thì cũng vẫn là 12 chấm với lại 7 chấm mặt trước giống như là những con thế kiểu như 7 và 7 Plus. Còn thì không biết là cụ thể nó sẽ như thế nào, nó có cải tiến gì hay không thôi. Anh thấy thế trên mạng người ta nói là nó sẽ có quay 4K 60 khung hình trên giây. Em cũng đọc được cái tin đấy rồi. Tiếp theo nữa là quay được Full HD ở 240 khung hình trên giây. Có nghĩa là phục vụ mục đích quay slow motion. Vậy thì với con chip Apple A11 đấy thì có khả năng nào mà quay slow motion được 960 khung hình trên giây giống như kiểu là XZ1 hay không? Chắc chắn là không. Và chỉ có Sony mới làm cái điều đó là chúng ta sẽ quay trong một giây khoảng gian cực kỳ ngắn, chưa một giây, không phải 0.18 giây thôi. 0.18 giây. Đấy, để được điều rồi dồn lại thành một đoạn video khoảng 6 giây. Thế còn lại thì những hãng khác quay 240 khung hình trên giây thì nó sẽ quay được liên tục, chúng ta muốn slow đoạn nào thì tùy chúng ta chọn được hết. Còn lại thì cái đáng giá ở đây đó là quay 4K với 60 khung hình trên giây. Bây giờ trên thế giới chưa có một chiếc camera phone nào có thể quay được 4K với 60 khung hình trên giây cả, chỉ có 4K với 30 khung thôi. Nếu mà thực sự con X làm được thì đây sẽ là con điện thoại đầu tiên trên thế giới có giúp được người ta quay 4K 60 khung. Và đó cũng là một cái điểm đáng ghi nhận, rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên thì không biết thông tin này có đáng tin và nó có xác thực hay không thôi. Về thời lượng pin, X sẽ có thời lượng pin, nếu mà cái màn hình của nó nằm giữa cái khoảng từ 8 đến 8 Plus thì anh nghĩ là thời lượng pin nó sẽ dao động ở mức 2000 đến 2500. Không, chắc là không đến 2500 được. Hình rất là mức cao rồi, 7 Plus có 2007 thôi. Ngày trước còn một số hình vẽ bên trong viên pin nó còn hình chữ L cơ. Có nghĩa là họ kiếm thêm một khoảng không gian nữa cho viên pin. Thì biết đâu là lần này X nó có thể cho một cái dung lượng pin bất ngờ thì sao? Tại vì có thể là họ sẽ dồn toàn lực công nghệ vào con X này sao? Cũng là một ý kiến. Vậy là hy vọng là thời lượng pin của con X này sẽ rất là tốt. Tiếp theo nữa là về các yếu tố khác. Thẻ nhớ chắc chắn sẽ không có. Bộ nhớ trong tối thiểu vẫn là 32GB.
chưa lên được 64GB tối thiểu được đâu. Hình như là sẽ có phiên bản 512GB cao nhất, có thể sẽ lên 512, nhưng tối thiểu thì em nghĩ là đã lên đến 64 chưa? Chưa. Chắc chắn Apple sẽ không đưa lên đến 64 đúng không? Chắc là tầm 32 rồi lên thẳng 128 như cũ thôi. Đúng rồi. Về các yếu tố khác thì sẽ có kháng nước kháng bụi này. Anh đoán xem màu sắc mới màu gì? Màu sắc mới thì anh nghĩ là chưa biết là rõ là cái gì, nhưng mà màu đen đen bóng chắc chắn có rồi này. Ở trên mạng có này, màu đỏ cũng có rồi này. Anh đang hy vọng là nhiều khả năng sẽ là thêm màu xanh. Bạc vàng hồng chắc cũng có rồi. Màu xanh. Có thể là xanh nước biển, xanh da trời hoặc là xanh gì đó, nhưng nó sẽ là màu xanh. Mình thích cái màu xanh, xanh kiểu xanh blue ấy, xanh kiểu con Google Pixel ấy. Hy vọng là sẽ có màu đó. Vậy còn gì để nói không nhỉ? Anh thích cái kiểu màu xanh của con Galaxy S6 ngày xưa ấy. Màu xanh ngọc bích ấy. Đấy, xanh ngọc lục bảo gì? Xanh ngọc lục bảo nhìn nó đẹp. Màu đấy đẹp hẳn rồi, nhưng mà có lẽ nó không phù hợp với những chiếc máy của Apple. Kiểu vậy. Em cảm giác vậy. Cảm giác nó không phù hợp. Tại vì trước giờ hình như có mỗi con S6 đấy là có màu đó và thành công nhất với màu đó thôi. Còn lại hầu như không thấy một con smartphone nào khác có màu xanh ngọc lục bảo đấy cả. Rồi, Body Touch. Nó vẫn có như cũ thôi. Vẫn có như cũ rồi. Body Touch có này. Loa kép khả năng cao sẽ vẫn giữ lại này. Kháng nước kháng bụi rồi này. Rắc cắm tai nghe 3.5mm. Chắc chắn là không đúng không? Không có. Đấy. Đấy là coi như thế là chúng ta gần như là biết hết rồi. Để xem còn cái yếu tố nào nữa không. Đó, bây giờ chỉ là có những một số những cái phân vân. Thứ nhất là cái tên nó sẽ đặt là gì. Thứ hai là chúng ta sẽ phân vân về cái việc về cảm nhận vân tay của nó đặt ở đâu rồi. Thiết kế thì chắc là vẫn như vậy. Có lẽ đấy là hai cái mà đang phân vân nhất thôi. Đúng rồi, còn gần như là chúng mình đã điểm qua rất là chi tiết về iPhone 8, 8 Plus cũng như là iPhone X sẽ ra mắt vào đêm nay. Và các bạn mong chờ gì ở sự kiện của Apple vào đêm nay, xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn bây giờ thì mình và người lạ xin chào, hẹn gặp lại.